Annyeonghaseyo, xin chào các bạn, mình là Hương Trần. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn về những câu nói thường dùng cho nhân viên nhà hàng. Các bạn hãy cố gắng học thuộc để công việc của các bạn được thuận lợi hơn. Nếu như các bạn thấy video này của mình hay và bổ ích, các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh để có thể nhận được những video tiếp theo. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Xin chào Capstar. Khi khách tới thì mình có thể nói là xin chào quý khách. 안녕하세요. Mình có 안녕. Khi n gặp nho thì các bạn chú ý phát âm thành nhỏ. Mình sẽ phát âm là 안녕. 안녕하세요. 안녕하세요. Ngoài ra, khi khách tới, mình cũng có thể nói là xin mời vào. 어서 오세요. Mình cũng có thể hỏi là quý khách đã đặt bàn trước chưa? 예약하셨습니까? Mình có động từ 예약하다 có nghĩa là đặt trước. 예약하셨습니까? Mình cũng có thể hỏi khách là quý khách đã gọi điện trước rồi phải không? 미리 전화 주셨어요? Mình có 미리 có nghĩa là trước, 전화 주다 có nghĩa là gọi điện thoại. 미리 전화 주셨어요? 미리 전화 주셨어요? Khi mình hỏi khách là quý khách muốn đặt bàn lúc mấy giờ ạ? Mình có thể nói là 몇 시에 예약하고 싶으세요? Mình có 몇 시 có nghĩa là mấy giờ. 예약하다 có nghĩa là đặt trước. Động từ đi với cô sita có nghĩa là muốn. 몇 시에 예약하고 싶으세요? 몇 시에 예약하고 싶으세요? Khi mình muốn hỏi tên của khách hàng, mình có thể hỏi là tên của quý khách là gì? 성함이 어떻게 되세요? Mình có 성함 có nghĩa là quý danh hoặc là tên. 어떻게 có nghĩa là như thế nào? 성함이 어떻게 되세요? 성함이 어떻게 되세요? Khi mình hỏi khách là quý khách tới tổng cộng là bao nhiêu người thì mình có thể hỏi là 모두 몇 분이세요? Mình có 모두 có nghĩa là tất cả, 몇 분 có nghĩa là mấy người. 모두 몇 분이세요? 모두 몇 분이세요? Khi mình nói là quý khách đi theo tôi, mình có thể nói là 따라오세요. 따라오세요. Khi mình hướng dẫn cho khách, mình có thể nói ví dụ như tôi sẽ dẫn quý khách lên tầng 2. 2층으로 안내해드리겠습니다. Mình có 2층 có nghĩa là tầng 2. 안내하다 có nghĩa là hướng dẫn. 2층으로 안내해드리겠습니다. 2층으로 안내해드리겠습니다. Khi mình dẫn khách vào phòng, mình có thể nói là tôi sẽ dẫn quý khách vào phòng. 방으로 안내해드리겠습니다. Mình có 방 có nghĩa là phòng. 방으로 안내해드리겠습니다. 방으로 안내해드리겠습니다. Khi mình nói khách là tôi sẽ dẫn quý khách ra bàn ngoài, mình có thể nói là 바깥자리로 안내해드리겠습니다. Mình có 바깥자리 có
nghĩa là chỗ ngồi bên ngoài. Và các 자리로 안내해 드리겠습니다. 바가 자리로 안내해 드리겠습니다. Khi mình dẫn khách tới chỗ, mình có thể nói là mời quý khách ngồi. 여기 앉으세요. Mình có 여기 có nghĩa là ở đây, 앉다 có nghĩa là ngồi. 여기 앉으세요. 여기 앉으세요. Khi mình chào đón khách, mình có thể hỏi là bây giờ quý khách đã muốn gọi món luôn chưa? 지금 주문하시겠어요? Mình có 지금 là bây giờ. 주문하다 có nghĩa là gọi món. 지금 주문하시겠어요? 지금 주문하시겠어요? Khi mình đưa menu cho khách, mình có thể nói là menu đây ạ. 여기 메뉴 있습니다. Mình có 여기 có nghĩa là đây, 있다 có nghĩa là có. 여기 메뉴 있습니다. 여기 메뉴 있습니다. Mình cũng có thể hỏi khách là quý khách có cần giúp gì khi gọi món không? 메뉴 선택에 도움이 필요하세요? Mình có 선택 có nghĩa là lựa chọn, 도움 có nghĩa là giúp đỡ, 필요하다 nghĩa là cần. 메뉴 선택에 도움이 필요하세요? 메뉴 선택에 도움이 필요하세요? Mình cũng có thể giới thiệu cho khách là món đặc biệt ngày hôm nay là món gì đó. Mình sẽ nói là 오늘의 추천 요리는 점점점 있습니다. Mình có 오늘 có nghĩa là hôm nay, 추천 요리 có nghĩa là cái món đặc biệt muốn giới thiệu. Món đặc biệt mà mình muốn giới thiệu là gì thì mình sẽ điền vào chỗ 3 chấm. 오늘의 추천 요리는 있습니다. 오늘의 추천 요리는 있습니다. Khi mình hỏi là quý khách muốn gọi món gì ạ? Mình có thể hỏi là 무슨 음식으로 하시겠습니까? Mình có 무슨 음식 có nghĩa là món gì. 무슨 음식으로 하시겠습니까? 무슨 음식으로 하시겠습니까? Hoặc mình cũng có thể hỏi là quý khách dùng món gì ạ? 무슨 드시겠어요? Mình có 뭘 có nghĩa là cái gì. 드시다 có nghĩa là ăn, tính ngữ của động từ 먹다. 뭘 드시겠어요? 뭘 드시겠어요? Khi mình hỏi là quý khách muốn uống đồ uống gì thì mình có thể nói là 음료수는 무엇으로 하시겠어요? Mình có 음료수 có nghĩa là đồ uống, 무엇 có nghĩa là cái gì. 음료수는 무엇으로 하시겠어요? 음료수는 무엇으로 하시겠어요? Hoặc là khi mình muốn hỏi cụ thể là quý khách muốn dùng rượu gì thì mình có thể hỏi là 술은 무엇으로 하시겠어요? Mình có 술 có nghĩa là rượu, 무엇 có nghĩa là cái gì. 술은 무엇으로 하시겠어요? 술은 무엇으로 하시겠어요?
Khi mình hỏi khách là quý khách có bị dị ứng món gì không, thì mình có thể hỏi là hoshi allergika isushimika? Mình có allergy có nghĩa là dị ứng. Hoshi allergika isushimika? Hoshi allergika isushimika? Và khi mình muốn nói với khách là tốn mất khoảng 15 phút để làm món ăn thì mình có thể nói là ứng xích cơn xích bô. Mình có ứng xích có nghĩa là món ăn, xích bô là khoảng 15 phút, soyo thuê đà có nghĩa là tốn mất. Ứng xích cơn xích bô soyo thêm đi đà. Ứng xích cơn xích bô soyo thêm đi đà. Mình có thể nói với khách là quý khách vui lòng đợi một lát. Chẳng căn man khí ta đó cho xỉu. Mình có chẳng căn man có nghĩa là một lát. Khí ta đi tả có nghĩa là đợi. Chẳng căn man khí ta đó cho xỉu. Chẳng căn man khí ta đó cho xỉu. Mình vừa giới thiệu xong với các bạn về phần 1 những câu giao tiếp dành cho nhân viên nhà hàng. Nếu như các bạn thấy video này của mình hay và bổ ích, các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh để có thể nhận được video mới tiếp theo nhé. Bây giờ thì chào tạm biệt các bạn.